vì sao chính trường Việt Nam sẽ sóng to gió lớn sau khi ông Tô Lâm đi công du Mỹ trở về. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa kết thúc chuyến công cán tại Mỹ và chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba từ ngày 21 đến 27 tháng 9. Đây là chuyến đi đến Hoa Kỳ đầu tiên của ông trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Trên đất Mỹ, ông Tô Lâm có khoảng 50 hoạt động đáng chú ý, bao gồm cả việc gặp Tổng thống Mỹ Biden, có bài phát biểu trước các lãnh đạo thế giới tại kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa được đánh giá khá cao. Tuy nhiên, một đoạn trong bài phát biểu của ông trong lễ kỷ niệm một năm nâng cấp đến đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ tại New York, Hoa Kỳ đã bị truyền thông nhà nước Việt Nam thẳng tay cắt bỏ, không nêu rõ lý do. Điều vừa kể trên cho thấy kể cả phát biểu của người đứng đầu Đảng và nhà nước Việt Nam cũng bị cảnh sát tư tưởng, tức là Ban Tuyên giáo Trung ương, giám sát 24/24 và sẵn sàng loại bỏ luôn. Theo giới quan sát, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, là ông trùm cảnh sát tư tưởng đã đích thân tham dự đoàn công du của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong buổi hội đàm giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Biden, Tướng Nghĩa ngồi ngay bên tay phải của ông Tô Lâm, chỉ cách ông Nguyễn Hòa Bình. Điều đó cho thấy có sự chỉ đạo từ xa đối với lãnh đạo Ban Tuyên giáo ở Hà Nội. Bài nói chuyện của ông Tô Lâm được báo Tuổi Trẻ đăng tải toàn văn có đoạn như sau. Trong cách mạng tháng 8, những người bạn Mỹ là lực lượng nước ngoài duy nhất bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mời tham dự lễ tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 và chứng kiến một chủ tịch trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Hôm đó, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trên khán đài nổi bật khẩu hiệu "Hoan nghênh phái đoàn Mỹ". Đây là một sự thật lịch sử không thể bác bỏ. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, với chủ trương bóp méo lịch sử đến nay, những sự thật trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ cách đây 79 năm đã và đang dần dần phát lộ. Tuy nhiên, đoạn phát biểu về những người bạn Mỹ của ông Tô Lâm đã gây khó chịu không nhỏ cho người đồng chí phương Bắc và phe bảo thủ chiếm đa số trong đảng. Việc gặp Tổng thống Mỹ Biden cũng như sự kiện ông Tô Lâm bắt tay Tổng thống Ukraine Zelensky được coi là một hành động được lòng quốc tế và giới trí thức trong nước. Công luận đang chú ý xem những phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 trước khi đi công du Mỹ có thực chất hay không. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10, trên cương vị là người đứng đầu đảng, ông Tô Lâm đã trích dẫn các huấn thị của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn liên quan đến thái độ của Việt Nam đối với chính quyền Bắc Kinh. Điều đó có liên quan gì đến tinh thần Hiến pháp Việt Nam vào năm 1982 và khẳng định của Tổng Bí thư Lê Duẩn rằng Trung Quốc luôn là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Trong bối cảnh trước, trong và sau Hội nghị Trung ương lần thứ 10, ông Tô Lâm đã phải chịu sức ép rất lớn từ phe bảo thủ trong đảng, với trung tâm là lực lượng tướng lĩnh quân đội, vốn trung thành với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thân Trung Quốc. Việc Ban chấp hành Trung ương Đảng không nhất trí sửa đổi điều lệ đảng là một thất bại không nhỏ với ông Tô Lâm. Giới quan sát cho rằng tới đây, ông Tô Lâm chỉ còn giữ chức Tổng Bí thư Đảng, đồng nghĩa với việc ông không còn tư cách là người đứng đầu nhà nước để mà đại diện cho Việt Nam gặp gỡ chính thức các nguyên thủ quốc gia khác trên thế giới. Đây chính là những bất lợi cho chiến lược ngoại giao mới của ông Tổng Bí thư Tô Lâm do phe bảo thủ cố tình tạo ra. Đó cũng là lý do trong những ngày sắp tới, chính trường Việt Nam sẽ tiếp tục sóng gió trở lại. Và liệu ông Tô Lâm có đủ bản lĩnh và năng lực để mà tiếp tục thay đổi hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin vì sao chính trường Việt Nam sẽ sóng to gió lớn sau khi ông Tô Lâm công du Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Ai ra lệnh đục bỏ phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về những người bạn Mỹ đây? Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặt hái được một số kết quả trong chuyến công cán tại Mỹ. Đây là một kết quả bất ngờ dù rằng trên danh nghĩa đây chỉ là các hoạt động của người đứng đầu nhà nước Việt Nam trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Mặc dù bị áp lực của thành phần bảo thủ trong đảng,
gồm những nhân vật vốn là tay chân thân tín của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do thế lực tướng lĩnh lãnh đạo quân đội làm chủ công. Thế nhưng ban tham mưu của ông Tô Lâm vẫn có thể dàn xếp để gặp ông Tổng thống Mỹ Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc. Theo giới thạo tin, để gặp được ông Biden lần này, Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm đã quyết định rút ngắn chương trình chuyến thăm Cuba, là một đồng minh cộng sản ở Tây Bán Cầu. Giới quan sát cho rằng chuyến thăm Cuba của ông Tô Lâm chỉ nhằm mục đích xoa dịu sự phản kháng của thành phần bảo thủ trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt giới chức phe tướng lĩnh quân đội. Theo một số nhận định, mục đích chuyến thăm Mỹ của ông Tô Lâm là nhằm chứng minh cho giới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thấy rằng ông có thể đảm bảo sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga, đặc biệt là trong việc phòng thủ và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trước sự lấn lướt ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh. Đáng chú ý, trong buổi hội đàm với Tổng thống Biden, vị trí ghế ngồi bên tay phải của ông Tô Lâm có 4 ủy viên Bộ Chính trị. Việc Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, ngồi vị trí cao hơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Đại tướng Phan Văn Giang là một biểu hiện hết sức bất thường, trong khi tướng Nghĩa thường có các biểu hiện không tán thành với ông Tô Lâm. Điều đó có liên quan gì đến thông tin Ban tuyên giáo Trung ương ra lệnh đục bỏ phát biểu của ông Tô Lâm về những người bạn Mỹ? Đài tiếng nói BBC cũng đưa tin ông Tô Lâm tham dự sự kiện kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, rồi ASEA tổ chức vào ngày 23 tháng 9. Sự kiện có sự tham dự của ông John Kennedy, cựu Thượng nghị sĩ Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ, Thượng nghị sĩ Sullivan cùng nhiều giới chức cao cấp của Mỹ, người Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như bạn bè Mỹ. Ngay sau đó, cùng ngày 23 tháng 9, báo Tuổi Trẻ Online đã đăng nguyên văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện vừa kể trên. Bài phát biểu có đoạn: trong cách mạng tháng 8, những người bạn Mỹ là lực lượng nước ngoài duy nhất bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mời tham dự lễ tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 và chứng kiến Hồ Chí Minh trích dẫn tuyên ngôn độc lập Mỹ. Hôm đó, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trên khán đài nổi bật khẩu hiệu "Hoan nghênh phái đoàn Mỹ". Đoạn phát biểu này đã được rất nhiều người chia sẻ và bình luận trên trang Facebook cũng như các mạng xã hội khác nhau. Nhưng thật bất ngờ, tới ngày 26 tháng 9, thì phóng viên của BBC truy cập vào bài viết trên của Báo Tuổi Trẻ Online thì đoạn này đã không còn nữa. Hiện chưa rõ vì sao có sự đục bỏ này và ai là người đã ra lệnh đục bỏ cả phát biểu của Chủ tịch nước Tổng Bí thư Tô Lâm. Điều vừa kể trên có liên quan gì đến các phản ứng của Bắc Kinh khi triển khai hỏa tiễn xuyên lục địa trước cuộc hội đàm giữa ông Biden và ông Tô Lâm? Có nhận định cho rằng Bắc Kinh đang giật dây cho đám tay chân bảo thủ đang còn rất đông trong Đảng Cộng sản Việt Nam để hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông Tô Lâm rất có thể sẽ phải đối mặt với những tai họa không hề nhỏ. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin "Ai ra lệnh đục bỏ phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về những người bạn Mỹ?" Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.